Trận hòa với tỷ số 4-4 giữa Chelsea và Manchester City hôm qua mang đến những trải nghiệm chưa từng có cho huấn luyện viên Pep Guardiola. Theo Opta, người hâm mộ ngoại hạng Anh phải chờ tới 12 năm mới được chứng kiến lần màn rượt đuổi tỷ số có tới bàn gỡ hòa. Lần gần nhất điều này xảy ra là cuộc so tài giữa Liverpool và Arsenal năm 2009. Kể từ sau khi Chelsea thắng Manchester City 6-3 tháng 11 năm 1960, đây là lần đầu tiên cặp đấu này có đến 8 bàn thắng. Thiago Silva là một trong những nhân vật chính của trận đấu tại Stamford Bridge khi anh ghi một bàn và khiến Chelsea nhận một bàn thua. Trong lịch sử ngoại hạng Anh, chỉ có 4 cầu thủ từ 39 tuổi trở lên ghi bàn, đó là Silva, Teddy Sheringham, Dean Wijnalds và Ryan Giggs. Một nhân tố khác cũng không thể không nhắc đến trong trận cầu kinh điển này, đó là Erling Haaland. Với cú đúp vào lưới Chelsea, chân sút người Na Uy đã ghi từ 2 bàn trở lên trong 36 trận đấu, tính từ đầu năm 2020 đến nay. Thành tích không cầu thủ nào làm được trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Xếp sau Haaland là Robert Lewandowski với 30 trận, Kylian Mbappé 29 trận, Karim Benzema 20 trận, Harry Kane 19 trận. Phát biểu sau trận hòa đáng tiếc, Pep Guardiola nói: "Một kết quả có thể chấp nhận được, chẳng tốt mà cũng chẳng tệ. Premier League sẽ còn nổi tiếng hơn nữa sau những trận cầu thế này. Chelsea có khởi đầu tốt hơn. Họ đã xây dựng được một lối chơi mới mẻ với nhiều cầu thủ trẻ trung. Mỗi đội đều đã có cơ hội cho riêng mình." Trong khi đó, tiền vệ Rodri, tác giả của bàn nâng tỷ số lên 4-3, cho biết để thủng lưới 4 bàn với Manchester City là điều bất thường. "Chúng tôi phải tìm ra lỗi sai, khắc phục chúng để tiến về phía trước." Sau trận đấu, huấn luyện viên Mauricio Pochettino không bắt tay Pep Guardiola mà chạy vào sân để to tiếng với trọng tài chính. Khi bình tĩnh trở lại, nhà cầm quân người Argentina đã gửi lời xin lỗi đến ông Anthony Taylor và các cộng sự.